Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trump không có binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công Iran. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vui vẻ tuyên bố không có binh sĩ nào bị thương trong vụ Iran phóng hàng chục quả tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ tại Iraq. Và báo chí quốc tế đăng tải những điều này. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo chí về vụ việc Iran phóng hàng chục quả tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq vào hôm 7 tháng 1 năm 2020 Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8 tháng 1 cho biết các vụ tấn công bằng phi đạn của Iran tối ngày 7 tháng 1 theo giờ Hoa Kỳ nhắm vào các căn cứ của Iraq đã không gây ra thương vong cho bất cứ binh sĩ Mỹ nào trú đóng ở đó và tổn hại là tối thiểu một kết cục mà ông nói cho thấy Tehran đã muốn tránh leo thang thành xung đột. Ông nói thêm, tất cả các binh sĩ của chúng ta đều an toàn và các căn cứ quân sự của chúng ta chỉ bị thiệt hại tối thiểu. Ông Trump nói, Iran dường như đang lùi bước và đó là điều tốt nhất cho tất cả các bên liên quan và là điều tốt nhất cho thế giới. Và Mỹ đã điều hàng nghìn binh sĩ chuyên nghiệp sang Trung Đông khi tình hình trở nên căng thẳng với Iran. Đây là hình ảnh Mỹ điều hàng nghìn quân tới Trung Đông sau khi có vụ hạ sát tướng Iran do Mỹ chủ động tiến hành. Tổng thống Donald Trump cho biết thêm, không có người Mỹ nào bị tổn hại trong cuộc tấn công đêm qua của, của chế độ Iran. Chúng ta không chịu thương vong. Tổng thống Mỹ Trump nói tại Nhà Trắng với Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng các quan chức quân sự khác đứng bên cạnh. Và ông nói thêm, dù chúng ta có thiết bị và quân đội ưu việt, song điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sử dụng nó. Chúng ta không muốn sử dụng nó. Sức mạnh của Mỹ, cả về quân sự và kinh tế là sự ngăn chặn tốt nhất. Ông đã nói như vậy. Và vấn đề lớn nhất là Iran luôn tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân đe dọa an ninh các nước vùng Trung Đông và ngay cả những nước ở cách xa vì họ có tên lửa đạn đạo tầm xa. Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng cảnh báo Iran đùa với lửa khi vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Dù không đưa ra bất kỳ lời đe dọa trực tiếp nào về hành động quân sự chống lại Iran, ông kêu gọi các cường quốc thế giới từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran mà Washington đã rút ra vào năm 2018 và đạt một thỏa thuận mới một vấn đề là tâm điểm căng thẳng đang gia tăng giữa Washington và Iran Iran đã khước từ các cuộc đàm phán mới ông nói tất cả chúng ta phải hợp tác để cùng nhau đạt được một thỏa thuận với Iran để làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn và hòa bình hơn và Iran lại tỏ ra hoan hỉ và tuyên truyền trong nước đã làm thiệt hại và thiệt mạng cho trên 80 lính Mỹ trong cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào đêm ngày 7 tháng 1 vừa qua. Đây là hình ảnh lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Chưa có phản ứng ngay lập tức từ các quan chức Iran đối với các phát biểu của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tấn xã bán chính thức Fast mô tả phát biểu của Tổng thống Mỹ là một sự thoái lui lớn từ những lời đe dọa Lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei, nói rằng các cuộc tấn công của Iran là một cái tát vào mặt của Mỹ và nói rằng binh sĩ Mỹ nên rời bỏ khỏi khu vực này. Và căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã lên cao khi tướng của Iran đã bị Mỹ dùng máy bay không người lái phóng tên lửa hạ sát ngay tại Iraq trước khi lên đường bay về Iran tại sân bay của Iraq. Đây là hình ảnh thiếu tướng Iran Soleimani, người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds của, của vệ binh Cộng hòa Iran, đã thiệt mạng sau khi đoàn xe bị vụn nát và bốc cháy vì trúng tên lửa không kích của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad vào ngày 3 tháng 1 năm 2020. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammed Sarif đã nói trong cuộc tấn công đã chấm dứt phản ứng của Iran về vụ sát hại ông Soleimani người đã chịu trách nhiệm dàn dựng mạng lưới các đạo quân ủy nhiệm của Iran trên khắp Trung Đông. Ông ta được chôn cất tại thành phố quê nhà Kenman đầu tuần này, sau đó mấy ngày quốc tang. Chúng tôi không tìm kiếm sự theo thang hay chiến tranh, nhưng sẽ tự vệ trước mọi sự gây hấn, ông viết trên trang tweet của mình. Và sau đó, Iran đã phóng hàng chục quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của Iraq nhưng dường như phía sau đó lại có một toan tính khác của mỗi bên. Đây là khoảnh khắc ban đầu của vụ tấn công trả đũa mà Iran nhắm vào căn cứ ISIS của quân đội Mỹ tại Iraq bằng loạt tên lửa. Truyền thông quốc tế cho biết các nguồn tin từ chính phủ Mỹ và châu Âu nói họ tin rằng Iran đã cố tình tìm cách tránh thương vong của binh sĩ Mỹ trong các cuộc tấn công phi đạn vừa qua hỏng tránh leo thang. Nhưng một phát ngôn viên của quân đội Iran đã bác bỏ và nói rằng các bản tin của truyền thông nước ngoài nói rằng có sự phối hợp nào đó giữa Iran và Mỹ trước cuộc tấn công để cho phép căn cứ được sơ tán, theo hãng tin Paste đã nói như vậy. Điều đặc biệt, tất cả số tên lửa này lại không gây ra cái chết cho bất cứ ai, ngay cả lính Mỹ cũng được an toàn tuyệt đối. Đây là hình ảnh khu căn cứ quân sự của Mỹ đã bị năm quả tên lửa của Iran tấn công nhưng như các bạn thấy thì đều rơi vào những khu vực mà không phải là doanh trại của lính Mỹ cũng như khu vực chính mà đều rơi gần như ra ngoài hoặc những nơi mà ít người ở. Phải chăng Iran cố tình trượt mục tiêu trong vụ tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq? Iran được cho là đã cố tình tránh thương vong cho quân đội Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công bằng tên lửa bắn vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Trả đũa cho vụ Mỹ giết một viên tướng của Iran, truyền thông quốc tế dẫn lại các nguồn tin tình báo của chính phủ Hoa Kỳ cho biết như vậy. Theo các nguồn tin ẩn danh này, Iran được cho là đã cố tình nhắm trượt mục tiêu trong các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ để ngăn chặn cuộc khủng hoảng vượt ra khỏi tầm kiểm soát trong khi vẫn tiếp tục tỏ dấu hiệu cho thấy sự cương quyết của Iran trong việc đáp trả Mỹ đã giết chết chỉ huy của Iran. Somalini tại Iraq vào tuần trước, thì đây là một đòn trả đũa, nhưng không ai chết và cũng không ai bị thương. Và đa số các tên lửa đạn đạo chỉ bắn vào các khu vực xung quanh và không có người ở của căn cứ quân sự Mỹ này. Đây là hình ảnh một cuộc trưng bày phô diễn sức mạnh tên lửa đạn đạo của Iran mà để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh những quả tên lửa này chính là những tên lửa Scud của Nga và Liên Xô trước đây và được Iran mua và sau đó biến thể để có thể sản xuất hàng loạt. Có ba nguồn tin cho biết Iran đã cố tình nhắm vào những vị trí quanh các căn cứ nhằm tránh gây thương vong và đặc biệt để tránh tử vong cho binh lính Mỹ. Và điều này đã được chứng nhận bằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng không có bất kỳ ai bị thương. Các nguồn tin nói rằng đánh giá này bao gồm của một số thông tin tình báo từ bên trong Iran xác nhận bản chất của kế hoạch tấn công. Và nói thêm, họ muốn đáp trả nhưng gần như chắc chắn là sẽ không leo thang. Truyền thông quốc tế dẫn một trong những nguồn tin của Hoa Kỳ đã cho biết nguồn tin tình báo này. Và Iran là một nhà nước Cộng hòa Hồi giáo, độc tài, nó cũng giống như Việt Nam, họ vẫn dùng mọi cách để bảo giấu giếm thông tin, nhằm che đậy cho các hành động cực đoan để tiếp tục cai trị người dân. Nhưng thực tế, các thể chế độc tài trên thế giới ngày càng đi vào yếu thế, vì người dân đã nhận ra bộ mặt thật của những thể chế đau khổ này. Các lãnh đạo cấp cao của họ cũng rất biết điều đó. Cộng thêm sự phát triển của công nghệ thông tin trong thế kỷ 21, thì sự thật, dân chủ và tự do luôn là một giá trị mà con người ở mọi thể chế đều mong muốn hướng tới và bảo vệ nó. Iran, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và một số nhà nước độc tài khác cũng nằm trong lộ trình này. Họ buộc phải hòa nhập với thế giới văn minh để tồn tại. Để đến lúc những công dân của các nước này sẽ được sống trong một thế giới bình an và hạnh phúc. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thể báo.de ngày hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thầy Báo d để nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.